Xin chào tất cả mọi người. Rồi, Nấm đang có mặt tại dựng chính kẻ chữ A. Lối này là lối nhập sâu, tức là bây giờ mới xử lý, chuẩn bị xử lý nha. Chứ hôm nay là mới có 13 tháng chạp, gọi là gần Tết rồi đấy. Xử lý để ra lứa đầu Tết thì 16 sẽ rút bông đậy nắp. Phôi thì Nấm kiểm tra là ok rồi. Thì còn bên đây thì Nấm mới có video trước đây, cũng chia sẻ với mọi người rồi. Đây, mình sẽ lứa thứ 3. Có hái rồi, mọi người coi lại video trước nha. Nó cũng chia sẻ lý do tại sao rồi này kia ABCD rồi. Thì mọi người cứ lên đây tham khảo xem lại để Nấm chia sẻ cho kỹ. Còn ở đây thì Nấm tranh thủ chia sẻ ở cái video phía sau. Video mà chuẩn bị xử lý rút bông đậy nắp. Rồi thì có những cái lưu ý gì? Ở kia có chùm bói nè. Mọi người thôi. Đó, đó dùm là nó vậy đó. Rồi, dùm là nó bị vỡ hình. Rồi, ở đây thì Dượng nói là hai bói cũng khá là nhiều rồi. Có cái ra bói nó héo nè. Rồi mấy cái này ra hái rồi nè. Đây nè. Cái này ra bói nè. Ra bói thì có nhiều anh em cũng hỏi là sao ra bói có chùm thì thiệt to, có chùm thì ốm nhỏ. Tại vì sao? Tại vì thì mình đâu có chăm nó đâu. Nên nó ra có nhiều cái mà ví dụ như nó được ẩm tốt á, thì nó bung cái chùm nấm bự. Ví dụ như đây nè. Tại sao ở đây cái chùm nấm nó cưng hơn, nó nhiều tay hơn. Rồi bên đây, tại sao chùm nấm này nó đẹp như thế này. Ví dụ đó, nó bung ra đẹp nè. Nó hơi chá, mọi người không thấy phải không? Nhưng mà Dưỡng có nói là Dưỡng hái cũng nhiều rồi. Nên là chuẩn bị xử lý. Thì hôm nay 13 thì ráng tháng 16 xử lý. Rồi, như vậy thì ở video này thì Nấm sẽ để em đây. Nấm sẽ chia sẻ cho mọi người cái vấn đề này. Nói chung thì Nấm gặp phải rất là nhiều rồi. Này, chia sẻ cho mọi người để cùng nhau rút kinh nghiệm, cùng nhau làm tốt hơn. Có thể là Nấm sẽ không giỏi về vấn đề này, nhưng mà giỏi về vấn đề khác, ví dụ vậy. Thì ví dụ như là Nấm chia sẻ cái đó, anh em nào mà có thấy vấn đề đó nó góp ý thêm để cho tốt hơn. Vậy thì tại lứa đầu tiên xử lý, Nấm sẽ gặp có những trường hợp trại này. Hỏi Nấm, Nấm ơi sao xử lý rút bông đậy nắp ra là rút ra nó hay bị móc xanh ở cổ miệng. Đấy. Thì móc xanh á, thì Nấm sẽ chia sẻ cái này. Còn cái việc sản xuất ấy, thì Nấm không nói nữa. Và sản xuất thì nếu như mà sản xuất mà nó bị yếu kém thì chắc không có đứng đây ngồi nói chuyện với mọi người đâu. Cái thứ hai nữa thì Nấm cũng chia sẻ nè. Hàng tháng Nấm sản xuất vài trăm ngàn phôi mà. Ít gì cũng trăm ngàn thôi, không chỉ nhiều. Thì nếu như mà chỉ cần mà sản xuất lỗi một tháng là mọi người thấy cảnh rồi đấy. Nên tại sao cũng trong những cái lô trong tháng đó mà có người á, thì lại ra nấm lứa đầu rất ok. Có người thì rút ra, xử lý rút ra thì lại bị móc xanh. Thì để nhìn nhận cái vấn đề thì Nấm chia sẻ nè. Nếu như mà móc xanh á, mà nó từ dưới đáy nó ăn lên, thì lại là do nhà sản xuất. Không? Có thể là nó nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà nếu mà nó bị cả trại hết mà từ dưới đít cứ ăn lên, cứ ăn ngược lên, thì là ở trên đầu nó không bị gì hết. Nhưng mà dưới đít nó ăn lên thì hầu như là nhà sản xuất. Còn nếu như mà ở trên miệng nó ăn xuống, đấy, nó ăn xuống nha, thì là do người trồng. Đấy là Nấm chia sẻ rõ ràng vậy đó. Ví dụ như nguyên cả cái trại mà nó cứ ở dưới ăn lên, trên cái đầu nó không có bị gì hết á, đẩy nắp rút ra cái đầu vẫn đẹp mà cứ đít ơi cứ xanh ăn lên dần. Càng lứa về sau thì càng ăn lên tới miệng thì ok. Còn tự nhiên nó cứ ở trên nó ăn xuống, ở dưới đít thì trắng bắp hết. Đấy, đấy là mọi người để dễ hình dung. Còn câu chuyện ở đây Nấm chia sẻ là không phải đổ lỗi cho ai, không có cái gì hết á. Lỗi của khách ấy, thì mình chia sẻ cho khách khắc phục. Còn lỗi ở mình thì khách nói lại để mình rút kinh nghiệm để sản xuất những cái đợt sau nó tốt hơn. Chứ còn cũng không có phải đổ lỗi mà cùng nhau hợp tác để phát triển. Còn làm mà lỡ nó có trục trặc gì đó thì đôi bên cùng nhau làm như thế nào để nó ok, ổn định rồi cùng nhau phát triển trong tương lai. Rồi, cũng đã 4 phút thì nãy giờ cũng nói nhiều và đi vào vấn đề chính. Thì tại sao mà hay bị như thế? Là tại vì như thế này nè. Từ cái lúc cấy, đúng không? Nấm nói là từ nấm bên nấm là nấm dài ngày.
Nếu mùa nắng á, thì phải 80 ngày, 75 đến 90 ngày thì xử lý. Có khi là nếu mà nuôi tơ không ổn định là có khi là cả trăm ngày. Có trại nuôi cả trăm ngày. Còn mùa mưa á, thì 60 ngày là nó kích bói nhiều. Xử lý 75 ngày ra nấm. Thì đó là giống mà 60 ngày đó. Khí hậu thuận lợi là gọi là giống 60 ngày là khí hậu thuận lợi á. Là nó 60 ngày là nó đủ tuổi. À, mà nuôi tốt là nó đủ tuổi nó ra. Đây, trại đây 60 ngày nè. À, 61, 62 ngày vậy nè. Đấy. Thì tức là từ cái ngày mà nắm cái đến cái lúc mà rút bông đậy nắp thì nó sẽ là 60 ngày. Nắm nói ví dụ mùa này đi. Thì từ cái lúc đó nắm cái xong, đúng không? Rồi đem vận chuyển giao cho khách, môi trường thay đổi. Rồi cộng cả cái kết hợp mà từ cái lúc cái đến cái lúc mà chuẩn bị rút bông đậy nắp nè. Thì tất cả cái bịch phôi nó hô hấp, nó đều thông qua cái cổ này. Tức là cái lỗ này giống như cái cổng nhà mình, nó sẽ ra vô hơi, lấy oxy rồi trao đổi rồi tùm lum hết. Nói giải cho nó nhanh nha mọi người. Thì cái miệng này là cái miệng dễ bị nhiễm nhất. Dễ nhiễm nhất. Mọi người hình dung nhớ nữa. Trong 2 tháng hơn mà nó cứ trao đổi ra đây. Như vậy thì khi chúng ta rút bông ra, có những trường hợp nó bị móc gió. Móc gió là móc như thế nào? Mình rút ra. Đấy. Ví dụ như mình rút ra mà cái bông nó ăn chặt như thế này thì nó không có. Ví dụ vậy. Nhưng mà nhiều khi rút ra nó cứ bám vài ba hạt lúa ở đây. Đấy, nó móc. Thì vì lý do đó là những cái hạt lúa nó không bám được vào mùng. Nó nằm trơ ở bên trên. Thì khi hơi nó trao đổi ra vào cái hạt đó nó khô. Nó khô quá. Đấy, nó không có bám được đi đâu. Nó dẫn đến móc những cái hạt đó. Còn nếu mà rút ra mà nó xanh luôn ở sâu ở trong á, thì nó lại nguyên nhân khác nữa. Đấy. Nhưng mà nắm cái trao đổi cái ở cái khúc này thôi. Rút ra vẫn đẹp bình thường. Đấy. Cái tại sao cái là đậy nắp rút ra nó bị móc xanh này vì lý do đấy. Nắm chia sẻ đấy. Nó trao đổi. Mà khi mà chúng ta rút cái bông ra, chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, khử trùng cái miệng đó. Cái miệng này nè. Thì nó trao đổi hơn 2 tháng trời mà. Ô nhiễm, nó đang là bị ô nhiễm. Chúng ta rút ra chúng ta phải khử trùng nó bằng cách xịt nước vôi nè. Dọn vệ sinh, rút bông ra chúng ta phải nạo nha. Hồi nãy cái video trước Nấm nói rồi. Mình nạo để nó có vết thương đều cái miệng thì nó bung tơ đều, nó ra nấm nó sẽ đều cái cổ miệng hơn. Đấy. Thì chúng ta dọn vệ sinh xong chúng ta sẽ xịt nè. Nếu trại bị ruồi thì chúng ta xịt các cái thuốc chống mùng là một nè, hoặc là thuốc vi sinh diệt côn trùng. Còn nếu mà nó không có bị gì hết, nó đẹp, thì chúng ta khử trùng thôi. Tức là khử trùng làm sạch cái cổ miệng bằng dung dịch nước da ven là một nè. Da ven mà cái chai xanh xanh mà chúng ta thường hay tẩy đồ đấy. Cồn là 2 nè. Vôi là 3 nè. Đồng xung phát là 4 nè. Bóc đô là 5 nè. Đơn giản là 5 cái loại đó. Nhưng mà Nấm khuyến khích mọi người nên dùng vôi, đồng xung phát, bóc đô. Ba cái loại đó là ba loại bám dính. Bám dính. À, bám dính. Mình xịt vô là nó bám ở trong đó. Nó sẽ giữ được lâu hơn. Còn ví dụ cồn, nó chỉ tạm thời thôi. Đấy. Giống như Nấm nói vì sao cồn, xịt vô là nó chỉ tạm thời ngay đó thôi. Nhưng nó không có độ bám dính, nó không có giữ lâu. Ví dụ như mình bị đứt cái tay đi, hay bị làm gì đó, bị đứt tay, thì chúng ta chỉ dùng cồn lau sơ qua. Nhưng mà nó đâu có giữ được lâu. Nên chúng ta phải xịt cái thuốc tím, cái chai gì tím tím nhỏ lên, nó dính, nó bám ở cái da hoài, thì nó sẽ ok hơn, đúng không? Còn cồn chúng lau qua cái hết mất rồi, tí xíu cái nó bay hết. Nước da ven cũng vậy. Thì chúng ta sẽ dùng là đồng để nó bám dính nè, nước vôi. Nếu nặng thì dùng vôi 2-3%, 4% gì đó. Còn nếu đồng á, thì dùng theo cái mà trên hướng dẫn nó có. Hoặc là mọi người cũng có thể là pha theo cái tỷ lệ như thế này. Tức là pha theo cảm nhận nha. Chứ còn mọi người thì đâu có dùng cân rồi chính xác như Nấm đâu. Mọi người cứ dùng là một muỗng, cái bình mà 8 lít nước, dùng một muỗng cà phê đồng xuống phát thả vô. Còn dung dịch bốc đô pha như thế nào thì ở video mà cách đây 2-3 năm trước Nấm chia sẻ rồi. Mọi người quay trở lại đấy coi. Rồi, cái hồi nãy Nấm nói tiếp nữa là tại sao nó bị nhiễm. Là vì lý do này.
cái môi trường hồi nãy nó nói là cái lỗ đây, lỗ hút ra hút vô là một. Cái thứ hai nè, đây là trong chuyên ngành nè, tơ nấm mà nó phát triển á, nó muốn phát triển tốt để nó hình thành quả thể, chạy trắng bạch đó nha, hình thành quả thể thì nó sẽ tiết ra các cái dịch chất như là axit nè hoặc là enzyme nè, để nó phân hủy cái mùng dinh dưỡng phân trùng quế ví dụ á. Đấy, nó tạo thành cái đấy, tạo thành và phân hủy cả cái nguồn cellulo luôn, tiết ra enzyme để phân hủy cellulo, đấy, các axit amin tổng hợp ra để nó kích thích quả thể tơ, nó kích thích nó đẩy lên quả thể. Khi ra quả thể thì nó sẽ cộng thêm các yếu tố oxy nè, độ ẩm nè, nhiệt độ nè, nước tưới nè, ví dụ ra đó. Đấy. Nên là khi nó tiết ra các cái enzyme và axit thì cái bịch phôi này nó sẽ bị chua. Mà chua thì nó sẽ dễ bị nhiễm. Nắm ví dụ đơn giản, mọi người làm một món ăn bóp gỏi đi, bóp gỏi chua đi. Ăn hôm nay để ngày mai không ăn được, nó sẽ bị dễ bị hư. Nhưng mà mọi người xịt vôi nó... Còn mọi người mà lấy cái món ăn mà kho cho mặn đi, mọi người để một tuần sau mọi người ăn cũng được. Nên vì sao là xịt cái vôi đấy, để nó bám cả tuần sau nó ổn định. Chia sẻ thêm cho mọi người, vôi thực ra không phải là khử trùng nha. Ở đây Nấm chia sẻ luôn cho mọi người, thực ra vôi không phải là để khử trùng, mà vôi ở đây là nâng pH. Vì cái bịch phôi nó chua, mọi người nên xịt vôi để nâng pH cái bịch phôi lên. À, cho vôi không phải khử trùng nha. Khử trùng là vôi phải nồng độ cực đậm, đặc, khô. Tức là mình làm sao cho nó nóng luôn á. Thì lúc đó nó mới gọi là khử trùng. Lấy vôi bột rải hết đi. Nó sôi ục 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 lên đấy. Đấy mới gọi là khử trùng. Nó nóng tới hàng vài trăm độ C mà. Đấy. Còn vôi đó mình xịt, mình pha có 1 kg vôi, 100 lít nước mình xịt vô. Nó chẳng qua nó là nâng pH cho cái bịch phôi. Với lại cái vôi nó vô nó gây do cái miệng cổ này nó khô ráo hơn, nó nhanh khô ráo hơn. Khi cái vôi bột mình xịt xong rồi, bắt đầu nó bám á, nó bám cái bột vôi á, nó sẽ nhanh khô ráo hơn. Đó là cái mà Nấm chia sẻ mọi người. Mùa nắng á thì ít bị lắm, nhưng mà mùa mưa nó dễ bị, là vì cái vấn đề là nó không khô cái cổ miệng. Tức là khi cái phôi mình nó tụt pH xuống rồi chúng ta lại không xịt nữa, mà mùa mưa nó lại ẩm cái cổ miệng nữa, nên là đậy nắp rút ra là nó bị chua, cái phôi nó chua là nó ẩm nữa. Thì chua mà ẩm là dễ gây cho nấm, thì chị em phụ nữ sẽ hiểu cái vấn đề này, đúng không? Chị em phụ nữ cứ sao tao bị viêm là vì axit rất cao và nó bị ẩm thì giải thôi. Nấm là nói chung là nấm nói là chị em phụ nữ hiểu, vì nấm là học chuyên công nghệ sinh học mà, nên từ học lớp 6 tới giờ là học về sinh con người rồi cũng khá là nhiều, tuy là không có rành thì không rành như các bác sĩ nhưng mà hiểu về nó. Nên tại sao chị em cứ tôi bị viêm ra tiệm thuốc tây, tôi viêm vì ẩm mà chua chứ đâu, còn nếu mặn chát thì không có bị, lấy muối sát vô thứ là không có bị. Đấy là Nấm nói vui để mọi người có cái hình dung nó rõ hơn, vì nói về ví dụ như nói về chuyên ngành nấm á, thì nhiều anh em là nói sơ là anh em sẽ hình dung được, còn vì trồng nấm á, thì nấm không phải là nấm chê gì hết, nhưng mà vì hầu như là tây ngang. Tây ngang vào trồng nên là chủ yếu làm theo cái kinh nghiệm, rồi làm theo những cái mà gọi là ông cha ta truyền lại thôi, chứ còn quy tắc của nó là nó phải vậy á. Nên hồi nãy giờ chia sẻ những cái vấn đề đây cho mọi người có cái hình dung rõ hơn. Tuy cái video nó rất là dài nhưng mà mọi người nên xem cho kỹ đấy, để cho nó, mình hiểu hết tại sao. Nên khi mình hiểu nó được là mình làm nó dễ lắm. Phôi nhập về ở nuôi, tôi thấy ở dưới mà nó ẩm ướt quá mà nó nóng quá thì dỡ lên cho nó thoáng, bật xung quanh cây cối lá rồi cho nó mát, cứ làm sao cho nó mát mẻ. Rồi nếu mà ở dưới đây mà nó khô quá thì có thể là không phải rong nước nền, Nấm chia sẻ cái video rong nước nền mà chúng ta xịt sơ qua thôi, để chi khi mình ra cái trại mà nó có cảm giác nó mát mẻ hơn tí, cái nền nó đi chứ đi nó bụi bụi bay lên mặt á thì nó cảm giác nó khó chịu, cái phôi nó cũng vậy. Và khi cái bụi nó càng bay lên này á thì nó sẽ bám vô cái cổ này, nên chúng ta chỉ xịt lướt nhẹ cái cho nó ẩm cái nền thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà Nấm chia sẻ mọi người. Còn hôm nay là 13 tháng chạp, tức là còn 17 ngày nữa Tết, thì 16 sẽ xử lý rút bông, dọn vệ sinh, xịt nước vôi.
17, để thử nếu nó không khô là 18, đậy nắp, hoặc thậm chí để cho nó khô tới 19 luôn. Đậy nắp thì khoảng cỡ sáng 24 là chúng ta sốc lạnh là khoảng cỡ 28, 29 gì đó, chúng ta có nấm ăn Tết. À, vậy thì chúng ta đã trao đổi, nấm cũng chia sẻ với mọi người về những cái cơ bản như thế rồi. Nên là mọi người có gì đó thắc mắc hay góp ý thêm cho nấm để giúp cho nấm học được nhiều cái kinh nghiệm khác, và cũng có thể là cho mọi người xem luôn. Còn những cái gì mà vấn đề giờ nấm nói mà ví dụ nó trật đi thì mọi người cũng nên góp ý để chi, vì đó là bài học quý giá cho nấm biết là mình sai chỗ nào, góp ý rồi. Nãy giờ ông nói tào lao thì biết, nấm nói tào lao thì ông khác, nấm sẽ gói gọn lại. Ví dụ nói tào lao mày nói dài dòng quá, nếu dài thì nấm rút ngắn lại. Còn nếu mà mày nói tào lao quá thì nó rút kinh nghiệm, hôm sau sẽ chia sẻ cho những cái gì mà đáng giá nhất cho mọi người xem. À, như vậy thì đó là những cái video mà trao đổi với mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, chúc tất cả quý khách hàng. À, còn lứa nào mọi người cũng nên xịt vôi nha. À, lứa nào cũng xịt hết. Vì vì nó ra nấm nó cũng tiết enzyme rồi, để nó phân hủy nó ra tiếp, lứa sau nó cũng chu cái bạch phôi nữa. Rồi phải xịt tiếp. À, cảm ơn mọi người rất nhiều nha.